Tình hình thời tiết hôm nay đáng chú ý với nhận định nhiệt độ cả nước đều tăng từ 1 đến 2 độ C. Từ miền Bắc đến Huế trời lạnh vào sáng sớm, các nơi còn lại khá oi bức. Cụ thể, Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời rét, từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế đêm và sáng trời cũng lạnh. Trong khi đó, Nam Bộ hôm nay là ngày chiều cường đạt đỉnh, cần đề phòng ngập úng vùng ven sông Rạch. Về nhiệt độ cụ thể từng khu vực như sau: phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 19 độ C, cao nhất từ 25 đến 28 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 20 độ C, cao nhất từ 26 đến 29 độ C. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C, cao nhất từ 25 đến 28 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, cao nhất từ 26 đến 32 độ C. Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, cao nhất từ 26 đến 29 độ C. Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, cao nhất từ 30 đến 33 độ C.